Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết sẽ là những nội dung chính có trong chương trình thời sự trực tiếp tối nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 10. Hôm nay Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường và thảo luận ở tổ dự án luật điện ảnh sửa đổi, dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, thảo luận trực tuyến về báo cáo công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng và nhiều nội dung quan trọng khác. Cán bộ, công chức, ban dân vận tỉnh ủy tổ chức tham gia các hoạt động cùng nhân dân tại thôn Nà Tang, xã Hùng Lợi. Vượt qua gian nan thử thách, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dựng xây nên những giá trị truyền thống tốt đẹp, vun đắp hình thành một Tuyên Quang tươi đẹp và phát triển. Vaccine Pfizer-BioNTech đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tiêm cho trẻ em 5 đến 11 tuổi. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, hôm nay 23 tháng 10, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường và thảo luận ở tổ dự án luật điện ảnh sửa đổi, dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, thảo luận trực tuyến về báo cáo công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng và nhiều nội dung quan trọng khác. Thảo luận tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo một số sở ngành có liên quan. Trước phiên thảo luận, các đại biểu đã nghe các báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng và các báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp về công tác năm 2021, dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Nhất trí về những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm, các đại biểu đề nghị làm rõ thêm các giải pháp trong công tác này để phát huy hiệu quả trong thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng cần đổi mới phương pháp, mở rộng tuyên truyền phòng chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các đại biểu cơ bản tán thành về chủ trương tổ chức phiên tòa trực tuyến. Đây là một xu thế chung của thế giới và nhiều nước đã áp dụng. Tuy nhiên, cần xây dựng đề án cụ thể để phiên tòa diễn ra đảm bảo quyền công dân, chặt chẽ về pháp lý. Trước đó, trong buổi làm việc sáng nay, các đại biểu đã thảo luận ở tổ với nhiều nội dung quan trọng góp ý vào dự thảo luật điện ảnh sửa đổi và luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Thực hiện đề án số 02 ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội với phương châm hướng mạnh về cơ sở, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Sáng nay 23 tháng 10, tại thôn Nà Tang, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, cán bộ, công chức, ban dân vận tỉnh ủy đã tổ chức tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thôn Nà Tang, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn có gần 100 hộ gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, đời sống của một số hộ gia đình còn nhiều khó khăn. Để góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức cho người dân trong việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, Ban dân vận tỉnh ủy đã vận động cán bộ công chức tham gia xây dựng 10 bể xử lý rác cho 10 hộ gia đình trong thôn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trồng tuyến đường hoa trên địa bàn thôn. Đặc biệt là đối với thôn Nà Tang là đa số là đồng bào Mông, thì đây cũng là một cái việc làm đầu tiên để là chuyển đổi cái nhận thức cũng như là thay đổi cái hành vi của bà con. Chính vì thế mà chúng tôi đã chọn thôn Nà Tang của xã Hùng Lợi. Và tới đây thì Ban dân vận tỉnh ủy sẽ tiếp tục lựa chọn những công việc mà nó có phù hợp với lại tính chất của địa phương. Tập trung vào những việc là vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan nông thôn cho nó khang trang, đẹp đẽ hơn. Góp phần vào thực hiện cái chương trình nông thôn mới của chúng ta. Hoạt động thiết thực này nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thôn Nà Tang nói riêng và nhân dân trên địa bàn xã Hùng Lợi nói chung về bảo vệ môi trường, từng bước hình thành thói quen, thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm, sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng nông thôn mới. Được chính quyền thông báo là ấy trồng hoa đường làng ngõ xóm để góp phần cho đường làng ngõ xóm thêm xanh đẹp, phấn khởi cùng nhau đi chung tay để giúp cho thôn làng thêm đẹp ạ. Mỗi một tháng phải có cái hoạt động cùng với nhân dân. Thế thì trên cơ sở tinh thần thì chúng tôi cũng phối hợp cùng các cơ quan của tỉnh, của huyện để chúng ta thực hiện một số các thôn bản. Trước hết là thực hiện những cái hành động có thể mang tính chất là bảo vệ môi trường để cho góp phần vào một số cái tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí môi trường của trong cái hoàn thiện cái nông thôn mới.
thì để cho bà con có nhận thức được, dần dần có những cái tự quản, tự làm và tự phát huy. Việc tham gia các hoạt động tại cơ sở không chỉ có ý nghĩa tích cực, gắn kết giữa cán bộ và nhân dân, tăng cường mối đoàn kết mà còn giúp các cán bộ ban dân vận tỉnh ủy có điều kiện thâm nhập thực tế, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân. Chiều nay tại huyện Na Hàng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Na Hàng và trên 40 đại biểu tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của huyện. Trong thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Na Hàng đã nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó đã từng bước hình thành tư duy mới về việc cưới, việc tang và lễ hội theo hướng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp thu có chọn lọc văn hóa tiến bộ, tạo nên sự gắn kết cộng đồng. Một số tập tục lạc hậu như tảo hôn, thách cưới, ép duyên được xóa bỏ. Các lễ hội được phục dựng và tổ chức hàng năm đảm bảo đúng nghi thức truyền thống, có nội dung hình thức phù hợp, mang đầy đủ yếu tố lịch sử và có ý nghĩa giáo dục cao. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, biểu dương những nỗ lực của huyện Na Hàng trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đồng chí mong muốn đội ngũ bí thư chi bộ, già làng, trưởng họ, người có uy tín phát huy vai trò của mình, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nữa nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kịp thời biểu dương khen thưởng các điển hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, góp phần tích cực xây dựng quê hương. Tại huyện Hàm Yên, việc thực hiện hoạt động cán bộ cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vào ngày cuối tuần cùng nhân dân đã và đang phát huy hiệu quả, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cứ vào ngày cuối tuần, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện Hàm Yên và các xã thị trấn lại cùng với nhân dân hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng người dân địa phương vệ sinh đường làng, trồng hoa, tu sửa nhà văn hóa, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ở miền nông thôn của Hàm Yên sáng, xanh, sạch, đẹp. Thông qua cái việc mà tham gia các hoạt động tại cơ sở cũng phải khẳng định đến thời điểm này thì bà con đã nhận thức rõ ràng hơn trên địa bàn xã thì bộ mặt cũng đã được khang trang hơn, có nhiều cái mô hình hiệu quả cũng như là các cái hoạt động hàng tuần, hàng tháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân là tham gia thực hiện vệ sinh môi trường và góp phần trồng hoa, làm các cái tuyến đường cho nó xanh sạch đẹp hơn. Vào cuối năm 2020, huyện ủy Hàm Yên đã ban hành chỉ thị số 01 về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại cơ sở. Sau gần một năm triển khai thực hiện, đã tạo nên niềm tin với nhân dân. Qua đó giúp người dân hiểu rằng xây dựng nông thôn mới là làm cho chính mình được hưởng. Nhân dân rất hưởng ứng và thiết thực nhất là nhân dân được hưởng thụ cái cảnh quan đẹp đẽ của đường làng ngõ xóm. Thực hiện cái chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy là thôn chúng tôi thì hàng tuần thì cũng đều tổ chức cho nhân dân đi quét dọn và vệ sinh đường làng ngõ xóm, rồi là các cái khu vực xung quanh nhà văn hóa và đặc biệt là tuyến đường dẫn vào trục chính, vệ sinh đường hoa rồi nhổ cỏ, nên là khung cảnh đấy rất là đẹp. Về những nội dung cụ thể bám sát vào cơ sở, phong trào cuối tuần cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Hàm Yên đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm gần gũi, thấu hiểu, thân tình. Từ đó chung sức đồng lòng, góp sức thực hiện, sớm đưa Hàm Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025. Thưa quý vị, thưa các bạn, 190 năm qua, kể từ ngày vua Minh Mệnh tiến hành cải cách bộ máy hành chính toàn quốc, chia định địa hạt từ Quảng Trị trở ra thành 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Tuyên Quang, mùng 4 tháng 11 năm 1831. Vượt bao gian nan thử thách, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dựng xây nên những giá trị, truyền thống tốt đẹp, vun đắp hình thành một Tuyên Quang tươi đẹp và phát triển.
thành phố Tuyên Quang của hàng chục năm về trước. Và hôm nay, Tuyên Quang đã mang vóc dáng của một đô thị khang trang hiện đại, đời sống của nhân dân ngày một được nâng cao. 30 năm qua, kể từ ngày tái lập tỉnh, Tuyên Quang đã có những đổi thay toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt trong những năm gần đây, vượt qua bao gian nan, thử thách của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Tuyên Quang vẫn duy trì tốc độ phát triển kinh tế xã hội ổn định và giữ vững niềm tin trong nhân dân. Thì mong muốn tức là tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tức là hoàn thiện cái hệ thống đầu tư hạ tầng cơ sở, nhất là đường giao thông. Bởi vì nếu mà tỉnh ta muốn phát triển được, hội nhập được thì trước tiên là giao thông để kết nối với các tỉnh khác. Thì cũng mong muốn là Tuyên Quang là tiếp tục phát huy. Đấy, nổi bật thí dụ như thế lễ hội Thành Tuyên của chúng ta là cũng là nổi tiếng của trong toàn quốc. Gắn bây giờ để đấy là một quá trình để chúng ta quảng bá cái phát triển du lịch của Tuyên Quang. Mà Tuyên Quang hiện nay là phát triển du lịch tốt. Và cái thứ hai là chỉ tiêu về rừng tốt nữa. Đấy, và phát triển công nghiệp tới đây thì tôi tin tưởng rằng là thì tỉnh Tuyên Quang chúng ta sẽ có cái sự phát triển mạnh hơn nữa để đạt được cái mong muốn của Đảng bộ, cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. 190 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, với bản lĩnh kiên cường, bất khuất, sự cần cù chịu khó trong lao động sản xuất, nhân dân các dân tộc ở Tuyên Quang đã phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, chung sức đồng lòng vượt khó để đưa quê hương ngày càng phát triển. Trải qua bao thăng trầm và phát triển, Tuyên Quang nay đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, quy mô kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, công nghiệp có bước đột phá, nông lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, thương mại, dịch vụ, du lịch từng bước khai thác được hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 6,45%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3% trên năm. Chương trình mục tiêu quốc gia đạt được nhiều kết quả. Toàn tỉnh có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao và thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Những thành quả đạt được từ ý đảng lòng dân cùng khát vọng vươn lên, bền bỉ phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường đang tiếp tục được phát huy và Tuyên Quang đã sẵn sàng cho những kế hoạch phát triển mới. Trong những ngày này, gần 80 vạn trái tim người dân vùng đất chiến khu cách mạng Tuyên Quang đang vang lên bản hùng ca bất diệt về vùng đất hội tụ những tinh hoa và văn hóa của non sông đất Việt. Những thành quả mà Tuyên Quang đã dựng xây trong chặng đường 190 năm qua đã hun đúc lên niềm tự hào dân tộc. Đó cũng là điểm tựa để nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng hòa chung một nhịp, đoàn kết, thống nhất, viết tiếp những trang sử vàng truyền thống của quê hương. Có thể nói trong sản xuất nông sản, liên kết chính là chìa khóa giúp phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia. Điều này có thể thấy trong việc trồng và chiết xuất tinh dầu từ cây hương nhu của Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Sơn Thịnh. Liên kết sản xuất đã và đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế mới, nâng cao thu nhập cho các thành viên và nhiều người dân ở địa phương. Tham gia Hợp tác xã từ năm 2019, toàn bộ diện tích đất đồi này được bà Thủy chuyển sang trồng hương nhu. Được Hợp tác xã hỗ trợ về giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm tinh dầu với giá ổn định. Mỗi năm, 3,5 hectare trồng hương nhu cũng mang lại cho gia đình bà gần 200 triệu đồng. Thu nhập cao gấp vài lần so với trước đây bán cho thương lái. Năm nay, mặc dù ảnh hưởng từ dịch bệnh và hạn hán, sự hỗ trợ của Hợp tác xã đã giúp bà yên tâm hơn. So với các loại cây trồng khác, ấy, ví dụ như là trồng ngô, trồng sắn, ấy, bên trên cái đất này thì là trồng cái hương nhu thì nó hiệu quả, nó rất là kinh tế. Chứ tham gia Hợp tác xã thì trên Hợp tác xã có lại liên kết và tìm cái đầu ra để tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Chắc chắn là sẽ lợi ích hơn, là mình không bị thư thương ép giá. Là mô hình mới nên để các hộ dân tham gia yên tâm sản xuất, Hợp tác xã cung cấp cây giống, phân bón, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, đồng thời ký kết hợp đồng bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Hợp tác xã tổ chức liên kết 11 thành viên với tổng diện tích 8 hectare cây hương nhu, trong đó 6 hectare đang cho thu hoạch. Doanh thu mỗi hectare đạt từ 130 đến 150 triệu đồng trên năm.
sản phẩm tinh dầu được phân phối cho các công ty dược liệu, cơ sở kinh doanh tinh dầu như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc. Đa phần không đủ đơn đặt hàng vì nguồn nguyên liệu còn ít. Do vậy, năm 2021, hợp tác xã sẽ trồng mới 4 ha, mở rộng liên kết với các hộ dân trên địa bàn. Hiện nay, hợp tác xã đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để đánh giá xếp hạng sản phẩm tinh dầu Hương Nhu đạt sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2021. Tham gia cái chương trình đánh giá OCOP cho các sản phẩm của hợp tác xã thì cũng được sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, các cơ quan chức năng cũng hỗ trợ hợp tác xã hoàn thiện cái hồ sơ để làm sao cho kịp cái tiến độ đánh giá năm 2021 cho hai sản phẩm của hợp tác xã. Bên cạnh đó thì hợp tác xã cũng không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư trang thiết bị máy móc, cải tiến công nghệ để cho sản phẩm đạt chất lượng cao hơn. Cái mong muốn lớn nhất của hợp tác xã đó là ổn định đầu ra, vì xúc tiến thương mại, ổn định đầu ra cho các sản phẩm của hợp tác xã thì mới đem lại được cái mức thu nhập ổn định cho bà con. Việc được gắn sao OCOP trong thời gian tới là một trong những động lực quan trọng để hợp tác xã Sơn Thịnh cùng các thành viên nỗ lực sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng. Từ đó hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi liên kết, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân địa phương. Trong thời gian qua, chất lượng tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh được đánh giá cao khi nguồn vốn ưu đãi đã kịp thời đến với hộ nghèo, các đối tượng chính sách và phát huy hiệu quả. Gia đình bà Bàn Thị Nguyên ở tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang là hộ gia đình khó khăn, được Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho vay vốn để phát triển kinh tế. Chị đã đầu tư mở trang trại chăn nuôi gà với 6.000 con, chuẩn bị bán ra thị trường. Nguồn vốn đã tạo đòn bẩy giúp chị có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Gia đình tôi cũng được Ngân hàng Chính sách cho vay một số vốn là 100 triệu đồng để chăn nuôi gà. Tôi sẽ vẫn tiếp tục phát triển quy mô của mình để có việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội các cấp nâng cao nhận thức vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời phát huy vai trò của các tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giám sát người dân sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Các hộ vay vốn là sử dụng vốn vay có hiệu quả và cũng sử dụng đúng mục đích và cũng theo quy chế của ngân hàng là nộp lãi và nộp tiền tiết kiệm đầy đủ. Trong những năm qua, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã song hành với các hộ gia đình nghèo và gia đình chính sách. Đến nay, tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn là 3.200 tỷ đồng, giúp cho trên 78.400 hộ vay vốn. Trong đó, các chương trình có dư nợ lớn gồm cho vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình sản xuất, cho vay vốn vùng khó khăn. Cùng với việc tập trung thực hiện tăng trưởng tín dụng, ngân hàng luôn chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng. Thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các phòng giao dịch và các đơn vị phòng nghiệp vụ để tập trung các nguồn lực để rà soát đối với các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu nguồn vốn, chúng tôi để đáp ứng để bà con kịp thời có cái nguồn vốn để sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp để đồng vốn đến được với người dân nghèo, các gia đình chính sách để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang không chỉ tích cực xây dựng không gian xanh trong trường học từ vườn hoa, cây cảnh mà còn biến những khu đất trống thành vườn rau sạch, giúp bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho các bữa ăn cho học sinh. Ghi nhận tại trường tiểu học Trường Thành, thành phố Tuyên Quang. Hiện nay, các gia đình có quỹ đất trồng rau không nhiều, nên khi được trải nghiệm chăm sóc, trồng rau theo mùa khiến các em học sinh rất hứng thú. Hàng tuần, các em sẽ có một tiết trải nghiệm việc chăm sóc, vun sới, nhặt cỏ, bắt sâu tại khu vườn này. Hoạt động này không chỉ tạo thói quen chăm chỉ lao động ngay từ nhỏ, mà còn tạo cho trẻ sự hòa nhập, gần gũi với thiên nhiên. Hoạt động trải nghiệm ở đây để các em biết được tác dụng và lợi ích của việc trồng rau như thế nào, và hàng ngày là luôn giúp cho các em có những bữa ăn ngon, sạch, đảm bảo. Sau dãy nhà lớp học, một vườn rau xanh rộng trên 500m² được hình thành. Khu vườn đã có nhiều loại rau theo mùa như rau cải ngọt, rau ngót. Mỗi lứa rau thu hoạch trở thành bữa ăn bán trú cho hơn 300 học sinh của trường, đảm bảo an toàn, sạch sẽ và trẻ rất thích thú được hưởng thụ thành quả do mình tự tay chăm bón.
Theo như cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 thì tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Trên cơ sở đó thì nhà trường đã tận dụng cái quỹ đất của xung quanh nhà trường để các cô như vừa là trồng rau để cải thiện bữa ăn cho các em bán trú. Thứ hai nữa là tạo cảnh quan môi trường. Mô hình vườn rau sạch của trường không những cung cấp rau sạch cho bếp ăn bán trú của trường, mà tại đây học sinh còn được tham gia trải nghiệm trong không gian lành mạnh, giúp các em biết yêu quý và tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, cùng với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, đường Hồ Chí Minh trên biển có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng, là nơi hội tụ sức mạnh chính trị tinh thần, thể hiện ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Nhân kỷ niệm 60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển, hãy cùng đến với câu chuyện của những chuyến tàu không số, chuyến tàu của tinh thần quả cảm và ý chí Việt Nam. 60 năm đã qua đi, nhưng những ký ức về những lần chạm trán với quân địch trên biển vẫn không thể nào quên đối với cựu chiến binh Trần Văn Hữu. Lên đường với một tâm thế quyết thắng, gặp địch là chiến đấu đến cùng. Thế nhưng nhiều lần ông phải chứng kiến đồng đội ngã xuống, tàu phải hủy vì không thể để vũ khí rơi vào tay giặc. Ngày 23 tháng 10 năm 1961, theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân với tên gọi Đoàn Tàu Không Số. Ngay sau khi thành lập, cùng với công tác luyện tập kéo lưới, rèn luyện khả năng chịu đựng sóng gió, xác định phương án hành quân, thì công tác bồi dưỡng chính trị và xây dựng quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ được đặc biệt quan tâm. Đây là cái vấn đề làm công tác đảng, công tác chính trị nó khác biệt cho đường Hồ Chí Minh trên biển với những nhiệm vụ khác. Nhưng ở đây, chúng ta bố trí mỗi đội tàu là một chi bộ, là một tập thể thống nhất, phát huy được cái tính chủ động, sáng tạo. Đêm 11 tháng 10 năm 1962, chiếc tàu gỗ đầu tiên do đồng chí Bông Văn Dĩa làm chính trị viên chở 30 tấn vũ khí từ bến K-15 này hướng vào Cà Mau. Tất cả về miền Nam. Cho nên là anh em biết chắc là đây thì nhiệm vụ đây là cái trách nhiệm nặng nề nhất của đảng và nhà nước giao của đoàn tàu không số. 14 năm kiên cường thực hiện nhiệm vụ, những con tàu không số đã liên tục vận chuyển hơn 150.000 tấn vũ khí, hàng hóa, cùng hàng chục nghìn lượt cán bộ chiến sĩ chi viện cho các chiến trường khó khăn và xa nhất ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Tinh thần mưu trí, khắc phục khó khăn, lòng quả cảm cùng ý chí cách mạng của thế hệ những người lính đoàn tàu không số luôn là tấm gương sáng cho các chiến sĩ quân chủng hải quân hôm nay noi theo. Xin chuyển sang những thông tin trên thế giới. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ ngày 22 tháng 10 công bố báo cáo khẳng định vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của cơ quan này về phản ứng miễn dịch và hạn chế tác dụng phụ trong việc sử dụng cho đối tượng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Thử nghiệm lâm sàng của Pfizer không nhằm đo mức độ hiệu quả trong phòng tránh virus, mà nhằm so sánh mức kháng thể trung hòa do vaccine kích thích cơ thể sản xuất ở trẻ nhỏ và người lớn. Trên cơ sở kết quả của thử nghiệm, Pfizer tuyên bố vaccine của mình giúp sản xuất một lượng lớn kháng thể ở trẻ nhỏ. Trước đó, ngày 21 tháng 10, hãng dược phẩm Mỹ Pfizer cũng đã gửi báo cáo lâm sàng chứng minh hiệu quả đạt kháng thể tới 90,7% tới FDA sau khi tiến hành thử nghiệm trên hơn 2.200 trẻ em. Theo kế hoạch, nhóm cố vấn của FDA sẽ tổ chức họp vào ngày 26 tháng 10 tới để bỏ phiếu về việc khuyến nghị phê chuẩn sử dụng vaccine của Pfizer-BioNTech cho nhóm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Nếu được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thông qua, khuyến nghị này sau đó sẽ tiếp tục được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cân nhắc, dự kiến đầu tháng 11 trước khi đưa ra khuyến nghị chính thức làm cơ sở tiến hành trên cả nước. Phát biểu trước báo giới ngày 22 tháng 10, Thủ tướng Anh nhận định hiện nước này chưa cần thiết và triển khai kế hoạch B, siết chặt các quy định hạn chế về đeo khẩu trang nơi công cộng, giờ giới nghiêm tại các nhà hàng, quán bar hay quản lý chặt chẽ hộ chiếu vaccine. Theo ông Johnson, nếu người dân tích cực hoàn thành mục tiêu tiêm chủng, làn sóng dịch bệnh sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định hiện chưa cần áp dụng các biện pháp phòng dịch mới tăng cường, trong bối cảnh nhiều cố vấn y tế gần đây khuyến cáo cần nhanh chóng tái áp đặt các biện pháp phòng dịch nhằm giảm đà lây nhiễm của virus trước sự xuất hiện của biến chủng mới nguy hiểm.
các quan chức y tế Anh cho biết đang chính thức nghiên cứu biến thể AI4.2, một biến thể của chủng Delta, sau khi biến thể phụ này được ghi nhận trong số ca nhiễm ngày một gia tăng. Thông báo của Thủ tướng Anh được đưa ra trong bối cảnh giới chức nước này đang tiến hành nghiên cứu một biến thể của chủng Delta mới AI4.2. Sau khi biến thể phụ này được ghi nhận trong số ca nhiễm ngày một gia tăng, theo cơ quan an ninh y tế Anh UKHSA, biến thể AI4.2 hiện chiếm khoảng 6% số ca nhiễm mới, được đánh giá là một biến thể đang được nghiên cứu nhưng chưa phải là một biến thể đáng quan ngại. Anh đã triển khai kế hoạch sống chung với COVID-19, dần dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng dịch. Số ca mắc COVID-19 ở Anh đã tăng 17,9% trong vòng một tuần qua, với hơn 52.000 ca mắc mới được báo cáo trong vòng 24 giờ qua. Trước tình hình này, nhóm tư vấn khoa học về các trường hợp khẩn cấp của Anh SAGE khuyến nghị chính phủ nhanh chóng áp dụng lại các biện pháp ngay bây giờ cho đến khi hoàn thành mục tiêu tiêm chủng. Thủ tướng New Zealand ngày 22 tháng 10 khẳng định phong tỏa và các biện pháp hạn chế phòng dịch sẽ chỉ hoàn toàn được dỡ bỏ sau khi nước này đạt được điều kiện ít nhất 90% dân số được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine. Theo kế hoạch, New Zealand sẽ tăng cường triển khai tiêm chủng, rà soát kiểm tra tỷ lệ tiêm chủng thông qua tất cả các đơn vị y tế trên cả nước. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Jacinda Ardern nhận định, chúng tôi cần cho mọi người dân và đặc biệt là người dân tại thành phố Auckland sự chắc chắn về thời điểm đủ an toàn để chuyển sang một cuộc sống bình đẳng mới, khi mà người dân có nhiều quyền tự do hơn sau khi đã được tiêm chủng. Chúng tôi đã xem xét tất cả bằng chứng, nói chuyện với các chuyên gia, cân nhắc các mô hình chính sách và quyết định đặt mục tiêu 90% dân số được tiêm chủng đầy đủ cho mỗi ban y tế quận ở New Zealand. Từng là quốc gia theo đuổi chiến lược Zero COVID-19, đưa số ca mắc COVID-19 về không, New Zealand đang phải đối mặt với đợt bùng phát của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn, tập trung ở khu vực thành phố Auckland, khiến chính quyền nước này phải chuyển sang kế hoạch sống chung với dịch bệnh. Hiện khoảng 68% người dân New Zealand đã được tiêm chủng đầy đủ và 86% dân số đã tiêm một mũi vaccine. Hiện nay có nhiều trường hợp đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhưng chưa có thông tin trên các ứng dụng hoặc thông tin tiêm chủng còn thiếu hay chưa chính xác. Vì vậy, Bộ Y tế hôm qua đã có văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện xác minh thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo quy trình 4 bước. Theo đó, bước 1, điều tra cơ bản trước khi lập kế hoạch tiêm chủng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo trạm y tế, phối hợp công an, tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng, lập danh sách người có nhu cầu tiêm mũi 1, mũi 2. Bước 2, đối chiếu thông tin. Trường hợp người chưa có thông tin hoặc không chính xác về dữ liệu dân cư, công an có trách nhiệm bổ sung và gửi lại danh sách cho trạm y tế. Thời gian gửi lại không quá 2 ngày kể từ thời điểm lập danh sách. Bước 3, thực hiện tiêm. Điểm tiêm chủng kiểm tra đối chiếu các thông tin và cập nhật, bổ sung các thông tin nếu có. Thực hiện tiêm, nhập thông tin về mũi tiêm mới trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Bước 4, ký chứng thư số trên dữ liệu kết quả. Sau khi hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho người đã tiêm chủng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ký chứng thư số đối với dữ liệu kết quả tiêm trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.